Bây giờ mà mọi người cùng thưởng thức các loại nước ép cùng với mình nhé. Bao gồm có nước ép táo, nước ép dứa và nước ép ổi. Đây là những cái loại nước ép mà rất là giàu vitamin, rất là vitamin C. Mọi người hãy thử làm theo những cái bước hướng dẫn của mình để hoàn thành những cái món nước uống cho cả gia đình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm những cái công thức nước ép rất là tốt cho sức khỏe và nhiều vitamin. Thì mình sẽ ép táo. Mình có hai cái khay. Một khay này có chia ml. Thì mình sẽ để phần nước ép, còn bên này sẽ là bã nhé. Mất hết kẹo nữa. Mình sẽ gọt mỏ táo ra để cho vào ép. Ra mình nước đó đi. Anh có mất nước. Giờ thì mình sẽ bật máy lên và cho táo vào. Nước ép táo này mình đã hoàn thành xong một cốc này. Mình sẽ đựng cái phần nước ép vào đây. Cho ra từng cốc riêng nhé. Cốc. Mình có 3 loại quả. Nước ép táo này. Đó là phần nước ép ổi. Sẽ cho ổi vào. Giờ mình sẽ cho ra một cái cốc nữa, đó là phần nước ép ổi. Phần nước ép còn lại mình sẽ ép dứa. Kiwi là tí nữa để kiwi là con ăn đi, kiwi là con ăn được, con cũng không phải ép đâu. Mình sẽ rót vào một chiếc cốc nữa.
Mình sẽ rót nốt cái phần nước ép dứa này ra cốc. Đây chính là thành quả đầu tiên. Đây là một cốc nước ép dứa này. Đây là nước ép ổi này. Và đây chính là nước ép táo. Rồi mình sẽ cho đá vào từng cốc để uống.